Liên quan đến vụ việc xe xích lô nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản diễn ra vừa qua tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế, công an địa phương hiện đang phối hợp với Sở Du lịch Huế xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm đối với ông Dương Văn Cu, sinh năm 1976, trú tại thành phố Huế. Trước đó, ngày 15 tháng 5, ông Dương Văn Cu là người lái xe xích lô thỏa thuận với ông bà Lover, quốc tịch Australia, chở bằng hai xe xích lô từ đường Lê Lợi đến Đại Nội Huế với giá 300.000 đồng. Tuy nhiên, sau khi ông Cu chở ông bà Lover đến Đại Nội, thì tiếp tục chở đi qua nhiều địa điểm khác và yêu cầu thanh toán 700.000 đồng. Nhận được phản ánh của hai du khách, công an thành phố Huế, Sở Du lịch nhanh chóng xác minh, làm rõ và xử lý vi phạm hành chính đối với ông Cu về hành vi nài ép khách du lịch mua dịch vụ nhằm chiếm đoạt tài sản. Sáng ngày 17 tháng 5, Sở Du lịch tiến hành trao trả lại số tiền ông Cu đã thu lợi bất chính cho ông bà Lover, đồng thời yêu cầu ông Cu xin lỗi ông bà Lover về hành vi sai phạm của mình. Nhận lại tài sản, ông bà Lover bày tỏ niềm vui mừng và rất hài lòng với các đơn vị chức năng nhanh chóng vào cuộc.